Ngày 16 tháng 11, thành phố Uông Bí phối hợp tổ chức chương trình tọa đàm về giải pháp phát triển nuôi tôm thẻ chân trắng áp dụng công nghệ cao hiệu quả bền vững. Thứ dự của các đồng chí Trần Bá Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm khuyến nông tỉnh, Vương Văn Oanh, Phó Chi cục trưởng Chi cục thủy sản Quảng Ninh, Trần Văn Lâm, tỉnh ủy viên, Bí thư thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Ông Bùi Bá Sự, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Việt Úc cùng các cộng sự tham dự tọa đàm còn có đại diện các hộ nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thành phố. Hiện thành phố Uông Bí có gần 1.150 hecta diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản, tập trung chủ yếu tại 5 xã phường với 430 hộ. Các hộ phần lớn nuôi cá nước ngọt truyền thống với phương thức nuôi quảng canh và quảng canh cải tiến, nuôi tôm thẻ chân trắng với phương thức nuôi thâm canh và bán thâm canh. Trong thời gian gần đây, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thành phố có những bước phát triển về hình thức và quy mô. Việc áp dụng các giống nuôi ngắn ngày có giá trị kinh tế cao đã được nhiều hộ nông dân thực hiện và đạt hiệu quả tốt đặc biệt tỷ lệ người dân lựa chọn nuôi tôm thẻ chân trắng trong vùng nước lọ ngày càng tăng và chuyển dần sang hình thức nuôi thâm canh tại chương trình tọa đàm đại diện tập đoàn việt úc đã giới thiệu một số mô hình nuôi tôm công nghệ cao có thể áp dụng trên địa bàn thành phố uông bí cùng với đó các chuyên gia đã trao đổi giải đáp những thắc mắc của các hộ nuôi trồng thủy sản về kiến thức kỹ thuật công nghệ và những chính sách hỗ trợ trong quá trình nuôi tôm phát biểu tại buổi tọa đàm đồng chí trần văn lâm tỉnh ủy viên bí thư thành ủy chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố mong muốn các sở ngành cùng tập đoàn việt úc tiếp tục phối hợp tạo điều kiện hỗ trợ các hộ nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thành phố nắm vững quy trình áp dụng hiệu quả khoa học công nghệ trong quá trình nuôi tôm đồng thời hỗ trợ các hộ về vốn thị trường góp phần đưa ngày nuôi tôm phát triển hiệu quả và bền vững tại thành phố uông bí nói riêng tỉnh quảng ninh nói chung